đỏ nó lại sang chỗ kia. Không ai có thể hình dung ra phía trước nó là như thế nào, đi đến đâu thì mới biết đến đấy. Đấy hiện giờ ra đây lại trông như một cái, như là một cái trần nhà rất là đẹp, rất là đẹp. Tự nhiên là như con này nó hàng trăm hàng nghìn năm rồi chứ, bao nhiêu năm nay rồi chứ, cái này nghệ nhân nào mà đục hết được, mài được chứ đâu là do cái hóa thạch chứ, cái nhà anh nhà, vâng. Đây là rất là cái này thì nói đến ông tổ nghệ nhân chả có nào mà mãi đục quét chạm chỗ rồi đó là của thiên nhiên. Với giờ lại ra cái khu này bây giờ mình có thể là đi được cần này thì chắc là mình đang ở giữa một quả núi to khổng lồ rồi. Được trên trên là quả núi. Mình đang đi trong lòng quả núi. Cái nhũ này là đều do cái nước rớt xuống xong nó tạo thành cái nhũ này. Một mẫu này không biết bằng bao nhiêu năm mới được. Nhiều năm. Anh thôi hết hàng rồi. Chưa được nửa hàng ấy. Đến đây tưởng hết hàng. Thắt nhỏ lại. Để tí nhé, lấy luôn tổng. Thiên nhiên ưu đãi, không phải thế giới chỗ nào có đâu, mà thiên nhiên giới chuyển có đâu, có bộ mình cái phong cảnh tuyệt đẹp. Như ngày xưa mà không có điện thì chắc không đi được nhỉ? Ngày xưa nó toàn phải đốt đuốc đấy, đốt nước, quẹt nước cái khô nên là đập ra ra xong rồi bó lại rồi cái đuốc thì là đốt. Có một có đuốc thì hay nhỉ? Đuốc chẳng đi ngay. Đuốc thì nó lò mò nó hết đuốc. Ngày xưa là nó kém ai nghĩ thì đi du lịch đâu. Thật ra đi đâu, chỉ có một số chính trị cư dân bản như bọn anh thỉnh thoảng đi đi khám phá. Ôi, trong này trên thì rộng này là trong rộng nhà. Trần như một cái trần nhà này. Gọi là khu hội trường, trước xưa là các vị tướng là toàn có họp trong đánh trận này. Quá toàn luôn. Họ mãi giữa núi này thì họp. Giữa núi đấy. Có tí nào nhân tài không? Ôi, cái này khả năng một thời gian nữa là sập đấy. Nó có lứt kìa. Nó lứt đi hàng người hàng bao nhiêu. Chỗ nào nó thấp quá là người ta cũng vạc bớt đi. Nào nó vạc đi là biết ngày. Đúng rồi. Đảm bảo để cho đi vừa thuyền. Đây khu này đẽo này. Vâng. Đẽo nó vạc đi là nó mất hết cái nhũ ra. Nhẵn nó bằng. Vâng. Khu này phải cải tạo này. Cải tạo này để cho nó thông. Nó cũng đi đây đi thông nhưng mà phải lách hẹp lắm. Đoạn này thì bằng sao đâu. Đấy, thằng bên trái này là một cái nhánh đây là một nhánh nữa. Vừa không đi được. Vào cái ngủ nó để 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 vào c
trắng này. Thông thông nhau thì không khí nó sẽ thông. Mà nó có nước thì nó có không khí. Nước cười trên nó bỏ xuống này là lắm. Cái thùng như vào trong cái hang. Cái hang mưa ấy là nó tổng như kiểu là cái núi này là những cái này là nước nó bỏ mùa. Mùa này nó khô. Đâu rồi? Ôi trời ơi. Đây là chỉ là ống đất với nước nó vào sâu thế mà rơi nó vẫn ở trong sâu thế nhỉ? Đây là có nhưng vừa bị một giọt hết rơi vào. Nó bắt bắt muỗi ở trong rồi là tranh nhau hút nước thì gọi là sữa. Đây đấy, đây đây đúng rồi, mình chỗ chỗ này là sữa. Thế ở những cái nhũ này xuống rồi. Quay lại sau một quay chỗ này nó cũng chặt. Thế vua trông này đấy, trông đẹp thế nhỉ. Cái này không biết đâu bao nhiêu năm rồi, 1000 năm nó mới được cái đoạn nhũ đấy. Ôi chỗ này cao thế. Chỗ này là thung lũng ở trên 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 núi, nó là thung lũng. Phải thung lũng. Thung lũng thì nó đọng nước ở trên cao. Ai không đọng nước này là may lắm đấy. Đấy thì chưa hấm được con nào. Cái này rất cấm đó mà. Mất sóng. Sóng làm sao xuyên được núi vào đây. Trong này điện thoại đang khoảng không thể tìm được. Anh quay đây thấy là đẹp đúng không? Ừ. Ngoài này ai biết là mày là đi được. Nếu mà đi bộ từ bên núi bên này sang để vòng sang bên này thì chắc là phải đi vòng qua mấy hơn hàng chục cây số. Vâng, không có đường đi được. Phải leo được núi thì leo. Trông thế thôi nhưng cũng khó chạm lắm.
Để chia dưỡng ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. À, ngoài thế. Ngoài cửa hàng rồi. À, sắp ra ngoài rồi đấy. Cuối năm rồi. Cái này nó đẹp giống như nhưng mà ở chân cuối đấy. Cuối bên áo. Vào đây. Ánh sáng trời chưa? Ra ngoài đây. À. Thế là hành trình xuyên qua một trái núi to khổng lồ rồi đấy, đi qua hang hang đồ cái mà hang cũng đẹp qua hang đồ đấy, được không? Đây đây cửa hang cũng nhũ rất nhiều. Đúng là ngày xưa ở đây thì gọi là chiến tranh hoặc thứ là quá an toàn. Không bao giờ đến thời thì chống Mỹ cũng thế, chống Mỹ mà máy bay được cứ vào núi là phải quay ra đấy, cứ lắm tiến vào thôi. Khu này thì là máy bay là chịu 572. Nhưng mà máy bay phải bay cao bay. Vâng, bay nhưng mà sợ là bộ đội ta phục ở trên kia bắn núi là bắn thì nó dám vào đâu mà. Đi ra đằng biển vậy. Hôm nay trời nó không sáng nhưng mà nó trời nó mù mù này là đẹp đúng không? Vâng, trời đi trời nó có mây thế này là đẹp rồi. Trên nắng gắt lên thì cũng sợ. Nắng gắt là trời nó trong thì nó cũng đẹp nhưng mà trời mù này đẹp, đẹp. Sương mù nó đẹp. Đấy là hành trình của chúng tôi xuyên một trái núi to khổng lồ như thế này, xuyên từ bên kia sang bên này. Đấy, núi đá cao sừng sững này mà vừa đi qua một cái hang động xuyên dưới gầm núi luôn.